Thầy cho cô hỏi ở trên mạng nó có mấy cái nét chùa nghèo, chùa giàu Củ Chi đó thầy. Thầy cho con nhận xét gì, cái quan niệm của thầy về chùa nghèo, chùa giàu, Củ Chi thầy. Thì tất cả các kênh thầy chỉ có kênh chùa Pháp Trung Ương với giáo hội thôi, chứ còn tất cả các kênh chùa nghèo, chùa giàu, chùa lang thang, chùa lang thang, chùa Củ Chi, chùa Củ Mì, Củ Tép, Củ Tỏi, Củ Khoai, Củ Mì gì á, không có cái củ nào của tao hết trơn á, củ tụi bay không à. Đó, thì ta nói giờ giờ thầy thầy lên án những cái kênh nào không để chữ chùa nghèo hay chùa giàu hay chùa gì cả, tên gì cả. Mình làm kênh của mình phải khẳng định cái kênh tên của mình đâu có khai chùa đâu, mà mày có chùa, mày có ở chùa nào mày không để chữ chùa ở đâu, rồi mày lấy cái tên là tên thầy hay tên chùa thầy cũng được. Kênh của thầy thầy để tên chùa thầy, còn nhà mình hay tên công ty mình thì mình lấy cái tên của mình, rồi mình có tên gì mình để đặt cái tên của mình đi, mà có chuyện gì xảy ra thì người ta cũng của mình. Tự nhiên cái để chùa Củ Chi, chùa Sài Gòn, chùa nghèo, chùa giàu, chùa gì chùa giàu chùa nghèo, tu là không có nghèo không có giàu, mà có Phật tử giàu Phật tử nghèo. Nghèo mà làm gì đến chùa cúng dường tiền được xây chùa, ta đến mày còn xin gạo, mày đến mày còn ăn khổ, cái nước mày không có tiền uống, thì ta hỏi mày thì phải phân biệt nghèo giàu rồi. Còn vấn đề chùa tu rồi là nghèo cũng tu, giàu cũng tu, tu cho mình, tu khăn, tu tánh, tu tâm, tu là sửa, và tu để tìm con đường giải thoát giác ngộ, chứ không phải tu tiền, tu tình, tu dâm, tu dục, tu danh, tu lợi, tu hú, tu bú, tu tù, tu túng, tu đau khổ. Tu là phải an lạc giải thoát và tu sung sướng. Tu là buông bỏ danh vọng, dục vọng, diệt dục mới gọi là tu. Còn người giữ không được mình không chữ, mình người đạo. Mà ta đã cũng người đạo như mình, ta vô chùa thì ta hơn mình cái đầu. Mình không thể so sánh được. Ta buông bỏ trước mình chưa vô là mình là đệ tử, với mình là không có xứng đáng cái gì để nói. Người đời không được đánh giá ông sư, mà người đời không được chỉ trỏ ông sư, mà người đời không được nói ông sư nặng nhẹ, và cũng không được à, mày tu mày không tu bận đồ màu này màu kia. Ủa quần áo mày ai cấm mày bận đồ gì? Mày có tiền mày mua mày bận. Mày có tiền mua không? Mày muốn mua không? Tao bán luôn nè, giờ nào muốn mua đồ gì cà sa gì mày đưa tao tiền tỷ, tiền triệu để tao mua cho mày mấy chục bộ, trăm bộ, ngàn bộ không có. Tao sai tao điện cái giờ tao nói giờ đã bấm trên mạng online nó giao vào tận nhà luôn, sợ mình có tiền mua á. Nên là cái bộ là cái quần áo là che khăn, miếng vải che khăn nó không quan trọng gì tu, tại vì á, nói tóm gọn Việt Nam mình nhiều vị bà hưởng ích kỷ, nhiều ông thầy trụ trì điên khùng không có ăn học không có giáo lý. Mình ở trong chùa mình mới quản lý, ta còn người ta ở chùa khác không có quyền nắm ý gì cơ. Giống như nhà ai nấy ở cơm, nhà ai nấy ăn, nhà ai quản lý. Ta nói mày ở nhà này nhà kia nó có quyền gì chữ, rồi mày ở bên ở nhà mày mày làm gì quyền chữ ta. Thì giờ chùa mày, chùa này chùa nào chùa quản lý làm gì mày đánh giá chùa khác được, rồi thầy chùa này tên này thầy chùa kia cũng không có qua lại cũng quen biết, thì không có được quyền chỉ trỏ rồi được không được cho mày người đạo làm gì mày có quyền chia sẻ chỉ trỏ rồi mày được cho hay không. Giống như giờ mày người đời không thể nào mày lại mày hôn mày mày hổn với ông sư được, ông sư la mày được, mày không được sư lại chữ lại la lại riêng ta thầy chùa mày sai người ta mới nói. Còn nếu mày không có thì mày khôi hở, có mày nhận mày cái im mày cãi cọ với ông thầy chùa, mày hơn khô thầy chùa, mày khôn quá, mày ngu quá, mày không có khôn đâu. Nếu khôn mày không ai mày cãi cọ với ông thầy chùa, mà không ai mày hổn mày chửi ông thầy chùa thật dạy. Mà thật giả đúng sai là cái chuyện của giáo hội, chuyện của thầy chùa người ta lợi người ta, thầy sư với người lãnh đạo giáo hội ta mới quyền lợi nói ông sư. Mình người đời giờ mở cứ nhà nước ông sư bận đồ vàng đồ tu hay bất cứ đạo nào biết, không có quyền hỏi đi đâu làm gì. Mày hỏi là mày thằng mắc dạy, với mày thằng ngu quần khùng không có ăn học. Ta đi ngoài đường con người có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, tự do tu bất cứ theo đạo nào, tự do đi lại,
mày đâu có quyền gì mày hỏi, trừ khi tao qua tao mua vé máy bay, mày xét vé máy bay, mày đi đi xe lửa, xét xe lửa, đi xe hơi, đi xe hơi, mà tao đi qua cửa khẩu nước nào thì có passport, có căn cước để trình rồi. Khi tao trình rồi tao quyền đi đâu, khi qua đất nước nào tao có quyền đi. Còn trong nước vậy tao có giấy tờ, không có giấy tờ cũng được. Tao đi đến nước nào tao trình thì mày cho mà ở, không cho trình mày nói giờ không cho lưu trú đại thôi, chứ mày đã quyền. À, tao đang đi ngoài đường mày chặn xe lại, ai ai thầy chùa mày đi đâu đây? Rồi tao đi ngoài đường tao đi bộ cái mày hỏi thầy chùa có giấy tờ không? Mà có giấy tờ cho đi không giấy tờ, mày có quyền gì? Mày giờ làm công an, bộ trưởng công an mày cũng có quyền hỏi ông sư đi đâu làm gì ngoài đường. Tao mày ngừ, tao cũng ngừ, mày làm gì kệ mày. Tao cần, tao chạy là cơ quan, tao chạy giấy phép, tao chạy giấy phép, tao, giống như bây giờ làm căn cước chứng minh dân đây thì cũng phải gì lên đồn có lên lên đồn công an, lên 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 cơ quan, tao trình giấy tờ, tao chụp hình quay phim rồi xong mới có giấy tờ, chứ tự nhiên mày xuống mày cấp cho người ta đó. Thì cái vấn đề nhiều cái vấn đề hiện nay họ không biết, không hiểu. Rồi cái vấn đề YouTube có cái hàng xúc phạm danh dự, tao hỏi tất cả mấy kênh YouTube này, mày phỏng vấn tao, mày lấy hình ảnh tao, tao đâu nói gì, nhưng mày đặt tựa đề, mày câu view câu like, mày hổn tao rồi mày nói xấu tao, rồi vấn đề rồi mày gấp ghép hình ảnh, tao nói không phải gom hết nhưng mà một số YouTube không tốt, giống như con quỷ cái, tao nói ăn uống nó bao giờ cũng tao lâu lâu được được gì năm nó mới được tô cũng riêu, quên bịch cũng riêu cho vậy. Rồi đến này tao nói lên ngồi ngay mà nó ở dơ lắm, con gái ở dơ cuối rầm mẹ ơi, đi tới đâu hôi nách hôi dái hôi lồn hay sao đủ mẹ ở dơ đi tới đâu khi nó chùi nó biết dơ, chùi khăn chùi mặt này kia lát cái khăn, tao nói răng nào nó đến cũng để cái ghế cái khăn nó lau xong để dơ vậy, mày không đem bỏ sọt ra. Tao hỏi mày con người con gái mà mắc nết thư khăn đi tới đâu dục vẽ rách rồi đồ lao rồi khăn giấy trùm lum lại. Mà tao để ý nhiều lần rồi, dẫn bữa đó về cũng thấy cái khăn, mà bữa trước nó về tao nói con gái gì khúi rùm đủ mẹ đến chùa, tao nói mày ghét mày tới chùa vậy, rồi mày tới chùa hả mày cãi ra tao quýnh chết mẹ, tao giọng cho gãy ra con gái tao cũng giọng luôn, đừng nói mà hôn đàn ông. Mẹ gái gì hư mày dơ giấy dơ hén mày tới chùa làm gì? Thầy cho con hỏi thầy cho con hỏi khi chùa vào chùa nghèo của chi lấy hình ảnh của thầy á rồi có bị truy tố trách nhiệm hình sự nào không thầy? Có, nếu mà thầy có một đơn đề kiện là xóa hết không còn hình ảnh, thứ hai là bắt người đó phải chịu trách nhiệm tháo dỡ và phạt từ 7 triệu trở lên. Tại vì khi mày đưa một đăng một thông tin có sự đồng ý của cái người kia cho mày đăng hay không, rồi kế tiếp cái mày đăng những uy tín nhân phẩm người ta mày đặt mày lại nói không đúng cái tự đề, không đúng cái danh dự của người ta là mày bôi nhọ danh dự, câu view câu like hay mày nói tấm gọn khiêu khích một cái từ ngữ đơn giản thôi cũng là vi phạm. Mà mày vi phạm tao, mày lấy hình ảnh tao mày đặt được, mà giờ tao chửi mày gây lại mày rồi đánh rồi chửi tao lại là mày đến tao hay tao đến mày. Đa số các YouTube mày tìm tao rồi mày đến tao, tao có đến mày không? Mày lại mày còn tao chữ mày, mày không chấp nhận mày nghe mà mày nhịn mà mày còn nói tắp 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 gầy gầy ó con quỷ kế kênh YouTube nó hổng. Bao nhiêu cái thằng vô côn vô đảng cũng nói nhắn tin lại quậy chùa, mà mấy thanh niên vô côn vô đảng cắp trộm cũng cho nó nhắn tin lại, rồi mấy cái phá kiển phá cây cũng cho nó điện khóc. Mấy đứa kia nó quen hết á, tao dòm là ánh mắt nó tết nó năm cấp bao lì xì cũng nói luôn, nó ngồi quầy này mà tụi nó là nó ngồi quầy bàn, mà mấy này kèo lên sân khấu là tao để nó dòm nó quay mà nó hồn nó không biết là tất nhiên nó kết hợp với bọn trộm cướp rồi. Chứ không cái tốt. Đó do một cái sự tình cờ nào đó tính gì tình, mày đến chùa khi nít nó quậy phá là mày la, cái bông ngắt mày cũng la, rồi đến chùa cây kiển nó không cho nó ngắt lá ngắt bông rồi nhổ, còn mày ngồi mày giống như nhà mày nhổ người khác ngồi cái bên ta cũng la rồi, ê cây kiển nhà ta sao mày phá, còn này nó cấp cái bao lì xì để hái lộc cho tôi qua tết mùng một cho người ta dân hái lộc mà mày lấy mỗi người chỉ một bao thôi. Rồi tết năm nay thầy có